lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền, bắt gọn khoảnh khắc chú rể trang điểm, dàn bê cháp toàn tích tốc cờ triệu view. Sau buổi gặp mặt, dạng ngõ ngày 26 tháng 12 vừa qua, lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã được tổ chức trong ngày đầu tiên của năm 2024 tại nhà gái ở Sơn Tây, Hà Nội. Trước giờ gờ, chú rể Quang Hải được chỉnh trang trước khi xuất phát sang nhà gái để làm lễ ăn hỏi. Trước đó, anh có buổi tập đầu tiên ở VFF vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 để duy trì thể lực. Chiều cùng ngày, Quang Hải được huấn luyện viên cho về sớm để chuẩn bị công việc cá nhân. Chính Quang Hải cũng là người giám sát quá trình thi công dựng dạp và tự tay chuẩn bị cháp lễ mang đến nhà cô dâu Chu Thanh Huyền. Gia đình Quang Hải tiết lộ tổ chức 50 mâm cỗ mời người thân, hàng xóm đến dự vào lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Đám hỏi Quang Hải và Chu Thanh Huyền trong sáng ngày 1 tháng 1 còn là nơi tụ hội của dàn hot TikToker triệu view. Từ Hải Triều, Phúc Thành đến Nhật Hoàng, Việt Anh đều rực rỡ áo dài, bê cháp cho chú rể Quang Hải. Dàn bê cháp đã cùng nhau vui vẻ tạo dáng ở hậu trường trước giờ xuất phát đến nhà gái. Vào lúc 10 giờ cùng ngày, nhà trai khởi hành sang nhà gái ở xã Kim Sơn, Sơn Tây.